chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Quan Vịnh Hà. Quan Vịnh Hà sinh vào ngày 16 tháng 7 năm 1964 tại Hồng Kông, là một nữ diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông gốc Trung Quốc. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Quan Vịnh Hà có quê quán Nam Hải, Quảng Đông, Phật Sơn của Trung Quốc. Về sự nghiệp, Quan Vịnh Hà xuất thân từ một nhân viên văn phòng. Sau khi tham gia một đoạn phóng sự ngắn do một người bạn giới thiệu thì cô đã phát hiện ra mình bị thu hút bởi công việc này và bắt đầu dấn thân vào con đường diễn xuất. Tuy Quan Vịnh Hà đã không vượt qua được kỳ thi tuyển chọn diễn viên của TVB, nhưng nhờ ngoại hình ưa nhìn, cô được ký hợp đồng thời vụ và đã gây chú ý với khán giả nhờ vào một vai nhỏ trong bộ phim Hành trình của sinh mệnh năm 1987. Năm 1988 thì Quan Vịnh Hà đã sang đầu quân cho ATV. Tại đây thì cô tham gia nhiều tác phẩm lớn và trở thành một trong những ngôi sao chủ lực của nhà đài lúc bấy giờ, bên cạnh Ngô Vịnh Vi và Vạn Ỷ Văn. Tuy nhiên thì cô thường bị đóng khung trong các vai diễn sướt mướt, bi kịch hoặc hư hỏng. Mặc dù diễn xuất đã được công nhận nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều sự chú ý từ khán giả. Quãng thời gian này cũng là lúc mà cô gặp gỡ Trương Gia Huy, chàng diễn viên mới vào nghề kém cô 3 tuổi và là vị hôn phu của cô sau này. Khi hợp đồng của Quan Vịnh Hà và ATV kết thúc thì cô đã ký hợp đồng với nhiều công ty giải trí khác nhau, nhưng tất cả đều gặp khủng hoảng và phá sản. Đây là giai đoạn xuống dốc trong sự nghiệp của cô. Đến năm 1993 thì cô đã trở thành nghệ sĩ ATV đầu tiên sang đầu quân cho TVB và được lăng xê với nhiều vai diễn chính. Nhưng mãi đến năm 1996 thì tài diễn hài của cô mới được phát hiện qua bộ phim Sư tử Hà Đông. Có thể nói năm 1997 là năm của Quan Vịnh Hà khi cô góp mặt trong 3 bộ phim hài liên tiếp và tất cả đều rất thành công. Với Miêu Thúy Hoa, dù không phải là chế tác lớn nhưng bộ phim đã gây được tiếng vang và trở thành hiện tượng truyền hình thời bấy giờ. Một đứa con nít 3 tuổi cũng biết tới Quan Vịnh Hà. Đây cũng là năm đầu tiên TVB tổ chức giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tác phẩm xuất sắc trong năm. Quan Vịnh Hà đã trở thành người đầu tiên đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Trong một thời gian ngắn thì Quan Vịnh Hà đã nhanh chóng bước lên hàng hoa đán. Còn với Mỹ Vị Thiên Vương và đặc biệt là Thăng Bình Công Chúa, Quan Vịnh Hà cùng với Âu Dương Chấn Hòa đã tạo nên một trong những cặp đôi màn ảnh kinh điển của TVB. Mặc dù có ngoại hình không mấy tương xứng nhưng sự ăn ý của họ đã mang đến cho khán giả những giây phút hài hước, vui nhộn nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Quan Vịnh Hà và Âu Dương Chấn Hòa cũng là hai cái tên bảo chứng rating khi tác phẩm có sự tham gia của hai người đều rating cao ngất ngưỡng từ 35 điểm trở lên. Thăng Bình Công Chúa còn là bộ phim thường xuyên được chiếu vào dịp Tết ở Hồng Kông. Các bộ phim của Quan Vịnh Hà thời kỳ này khá đặc biệt khi hình tượng nhân vật nữ được đưa lên làm trung tâm. Cô cũng là một trong số ít các nữ diễn viên có phim được đặt tên theo nhân vật của mình. Năm 1998, với vai nữ cảnh sát nghị lực Chu Tổ Nga trong bộ phim Lực lượng phản ứng đã mang về cho Quan Vịnh Hà mức thù lao khủng và trở thành diễn viên có cát-xê cao nhất tại TVB lúc bấy giờ. Diễn xuất của cô cũng đã nhận được vô số lời khen ngợi khi lột tả được vai trò của người phụ nữ ở cả hai khía cạnh công việc và gia đình. Với vai diễn này thì đã trở thành biểu tượng của Quan Vịnh Hà và đến tận bây giờ, người hâm mộ vẫn yêu mến gọi cô là chị Nga. Đời tư của cô cũng có nhiều nét tương đồng với nhân vật khi cô cũng là một người vợ, người mẹ hết lòng vì gia đình. Quan Vịnh Hà đã từng nói: "Tôi không muốn từ bỏ sự nghiệp, nhưng nếu phải chọn sự nghiệp và gia đình, tôi sẽ luôn chọn gia đình." Chu Tổ Nga cũng là nữ cảnh sát duy nhất lọt vào top 10 cảnh sát lý tưởng trên truyền hình trong cuộc bình chọn do lực lượng cảnh sát Hồng Kông tổ chức. Năm 2000 là năm đã đánh dấu lần hợp tác đầu tiên và cũng là duy nhất của Quan Vịnh Hà và Trương Gia Huy trong Tứ Đại Tài Tử. Lúc bấy giờ thì họ đang hẹn hò, bộ phim đã tạo được tiếng vang và Quan Vịnh Hà đã cùng với Trương Gia Huy đã được khán giả bình chọn là cặp đôi vàng của màn ảnh. Trong bộ phim, diễn xuất của Quan Vịnh Hà cũng được đánh giá cao khi cô cùng lúc hóa thân thành cặp chị em có số phận đối nghịch nhau Thu Nguyệt và Thu Hương. Từ năm 1997 đến năm 2000, thì những bộ phim của Quan Vịnh Hà đều được xếp hàng kinh điển gắn liền với thời kỳ vàng son của TVB.
Với lối diễn xuất của cô thì luôn được nhận xét là mang lại cho khán giả cảm giác chân thật, thoải mái và gần gũi. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao cũng là lúc hợp đồng giữa cô và TVB đã đến kỳ hạn. Lúc này thì cô đã là một ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất nhì xứ Cảng Thơm, nhưng đãi ngộ của TVB dành cho cô lại quá thấp. Cảm giác được nhà đài không còn coi trọng mình như trước, Quan Vịnh Hà đã quyết định chấm dứt hợp đồng. Năm 2001, cô đã trở lại ATV tham gia vào bộ phim Hiệp Cốt Nhân Tâm, bản truyền hình và điện ảnh. Trong đó thì bản điện ảnh còn có sự góp mặt của Lý Gia Hân và Lương Triều Vũ. Sau đó thì Quan Vịnh Hà đã bắt đầu sang đại lục để phát triển sự nghiệp. Quan Vịnh Hà là một trong số ít diễn viên Hồng Kông để lại dấu ấn tại Trung Quốc. Năm 2003, với vai diễn Thường Cát Tường trong bộ phim Như Ý Cát Tường, Thiên Hạ Vô Song, Chi Xuân Dần, Quan Vịnh Hà không chỉ được khán giả Trung Quốc yêu mến mà còn trở nên nổi tiếng khắp toàn châu Á và sự nghiệp đã được nâng lên một tầm cao mới. Đây cũng là lúc cô cùng với Trương Gia Huy bí mật sang Úc để đăng ký kết hôn, viết nên cái kết có hậu cho cuộc tình marathon dài 13 năm với nhiều nước mắt bao một đám cưới ấm áp. 3 năm sau thì Quan Vịnh Hà đã hạ sinh cô con gái đầu lòng là Prestani Trương Đồng, kết tinh tình yêu của hai người. Ngay tại thời điểm sự nghiệp của Quan Vịnh Hà được đánh giá sẽ còn vươn xa hơn nữa thì cô tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí để có thể toàn tâm, toàn ý trở thành một người vợ, người mẹ và hậu phương vững chắc cho Trương Gia Huy. Lúc bấy giờ đang phát triển ở sự nghiệp, ở lĩnh vực điện ảnh thì sự ra đi của cô đã để lại không ít tiếc nuối ở trong lòng người hâm mộ. Tháng 2 năm 2007, Lực Lượng Phản Ứng đã được phát lại trên TVB và nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi của khán giả dù đã phát hành được nhiều năm. Lúc này, tờ tạp chí TVB Weekly đã phát hành ấn phẩm thứ 507 với hình ảnh của Quan Vịnh Hà xuất hiện trên trang bìa cùng với tiêu đề Quan Vịnh Hà, Nữ Hoàng đã trở lại. Nhờ sự thuyết phục của tổng giám chế Tăng Lệ Chân, Quan Vịnh Hà đã trở lại TVB để tham gia bộ phim sitcom Quan Hệ Đồng Nghiệp. Sau 7 năm vắng bóng thì cô vẫn được khán giả đón nhận nhiệt liệt. Vào vai một nữ cường nhân, Quan Vịnh Hà cho thấy cô không chỉ diễn được các dạng vai hài hước mà còn một dạng vai diễn nghiêm túc vẫn có thể làm tốt. Bộ phim đã trở thành chuẩn mực cho thể loại sitcom văn phòng và thành công của bộ phim đã mở đường cho những bộ sitcom sau này của TVB. Quan Hệ Đồng Nghiệp không chỉ thành công ở Hồng Kông mà còn ở cấp độ quốc tế, sitcom đã giành được giải đồng trong danh sách danh mục sitcom hay nhất tại New York Festival Awards. Vào tháng 3 năm 2008, Quan Vịnh Hà đã đột ngột tuyên bố bỏ vai khi Quan Hệ Đồng Nghiệp mới đi trượt 2/3 chặng đường. Một lần nữa, từ giã người hâm mộ, nhiều lời đồn cho rằng cô đã mang thai lần hai. Nhưng sự thật là do lúc này Trương Gia Huy cũng phải quay phim nên cô lo lắng không có ai chăm sóc con. Thậm chí, Quan Vịnh Hà cũng không xuất hiện trong tập cuối đã khiến cho nhiều khán giả cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Năm 2010, Quan Vịnh Hà đã nhận lời quay Ngũ Vị Nhân Sinh để trả nợ những tập phim Trương Gia Huy còn thiếu khi anh rời khỏi TVB. Bộ phim đã đánh dấu sự tái hợp của Quan Vịnh Hà với Quách Tấn An và Mễ Tuyết sau nhiều năm. Năm 2012 thì được người bạn diễn ăn ý năm xưa Âu Dương Trấn Hoa ngỏ lời, Quan Vịnh Hà đã quyết định tái xuất trong bộ phim nói về chuyện tình kéo dài ba kiếp Tình Nghịch Tam Thế Duyên. Dù không thường xuyên đóng phim nhưng diễn xuất của Quan Vịnh Hà vẫn giành được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Tuy nhiên thì kịch bản sơ sài và cầu thả của bộ phim đã nhận được khá nhiều lời phê bình. Tình Nghịch Tam Thế Duyên cuối cùng cũng đã lọt vào top 10 phim có rating cao nhất vào năm 2013. Trong quãng thời gian này thì câu hỏi được đặt ra nhiều nhất đó chính là liệu cô có tiếp tục ký hợp đồng với TVB ở bộ phim tiếp theo. Quan Vịnh Hà đã trả lời rằng việc này còn phụ thuộc vào kịch bản. Thực chất TVB đã ngỏ lời muốn cô quay phim một lần nữa vào dịp hè nhưng cô đã từ chối để nghỉ ngơi. Tháng 10 năm 2013, Quan Vịnh Hà đã nhận được đề cử giải TVB Star Awards Malaysia cho nữ diễn viên chính được yêu thích, cặp đôi màn ảnh được yêu thích và Tình Nghịch Tam Thế Duyên đã nhận được đề cử phim truyền hình được yêu thích. Tháng 11 năm 2013, Quan Vịnh Hà đã tiếp tục được đề cử tại giải thưởng thường niên của TVB cho nữ diễn viên chính xuất sắc và nhân vật nữ được yêu thích cho vai diễn trong Tình Nghịch Tam Thế Duyên. Từ sau Tình Nghịch Tam Thế Duyên thì Quan Vịnh Hà vẫn chưa tham gia vào dự án nào khác
mà chỉ đôi lần xuất hiện tại một số sự kiện quảng bá cho các nhãn hàng tờ chợ. Khi được hỏi về việc cân nhắc trở lại đóng phim, Quan Vịnh Hà đã trả lời rằng cô sẽ đóng phim khi Trương Gia Huy không có dự án nào cùng lúc đó. Tháng 12 năm 2014, một nhóm cư dân mạng đã mở ra cuộc bình chọn diễn xuất tốt nhất và Quan Vịnh Hà đã đứng thứ tư dù cho cô không có nhiều đóng phim nữa. Điều này đã chứng tỏ người hâm mộ vẫn còn dành rất nhiều tình cảm đối với cô. Năm 2015, Quan Vịnh Hà đã bị chụp hình khi đang đi mua sắm. Chỉ một việc đơn giản nhưng cô vẫn trở thành tâm điểm bàn tán vì vẻ ngoài trẻ trung khi đã ở tuổi 50. Tháng 6 năm 2018, Quan Vịnh Hà cùng với Âu Dương Trấn Hòa, Đăng Lệ Danh và nhiều nghệ sĩ khác của TVB đã đến tham dự buổi khai trương thẩm mỹ viện của Huỳnh Chí Hiền. Quan Vịnh Hà đã được khen ngợi bảo dưỡng nhan sắc tốt và sự tái hợp của dàn diễn viên phim Lực Lượng Phản Ứng sau 20 năm cũng đã tạo nên cơn sốt. Từ khóa Âu Dương Trấn Hòa, Quan Vịnh Hà đã lọt vào top search Wellboy ngày hôm đó. Bên cạnh diễn xuất thì Quan Vịnh Hà cũng rất chú tâm vào các hoạt động từ thiện, đặc biệt là các chương trình liên quan đến trẻ em. Năm 2004, Quan Vịnh Hà cùng với Trương Gia Huy đã tham gia một chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Đại Lục. Cuối năm 2012, Quan Vịnh Hà đã trở thành đại sứ cho tổ chức giáo dục AEA, một tổ chức phi chính phủ quốc tế về vấn đề trẻ em lang thang cơ nhỡ và trẻ em khuyết tật. Từ năm 2015, Quan Vịnh Hà đã trở thành đại sứ của chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho trẻ em. Cô đã từng đến thị trấn Lâm Nghi thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc và Nepal nhân ngày kỷ niệm trận động đất tại đây để tham gia các hoạt động của tổ chức này. Về đời tư, nhắc đến Quan Vịnh Hà không thể không nhắc tới chuyện tình marathon kéo dài giữa cô và nam diễn viên Trương Gia Huy. Cả hai quen nhau trong khoảng năm 1990 khi cùng làm việc tại ETV. Lúc đó, Quan Vịnh Hà dù chưa nổi tiếng cũng được đôn lên hàng nữ chính. Trong khi đó, Trương Gia Huy kém cô 3 tuổi, vẫn chỉ là anh chàng mới vào nghề chuyên đóng vai phụ. Năm 1994, Quan Vịnh Hà đã đầu quân về TVB. Trương Gia Huy vẫn tiếp tục bôn ba sự nghiệp diễn xuất. Dù nhiều người nói anh không có cơ hội vì ngoại hình xấu và diễn cũng chẳng ra gì. Năm 1996, Trương Gia Huy đã về TVB. Không ít ý kiến cho rằng anh nhờ bóng bạn gái nên mới được TVB để mắt tới. Những câu chuyện xì xào như vậy khiến chuyện tình cảm của hai người gặp không ít áp lực, thậm chí đã dẫn tới chuyện chia tay. Trong lần chia tay nghiêm trọng nhất, Trương Gia Huy đã bỏ đi đến tận châu Phi để suy nghĩ về chuyện của hai người. Cuối cùng thì cả anh và Quan Vịnh Hà đều cảm thấy không thể thiếu đối phương dù trong cuộc sống đã gặp không ít khó khăn và cản trở. Sau lần chia tay ấy thì họ đã trở lại và càng trân trọng cuộc tình này hơn. Sự nghiệp truyền hình của Trương Gia Huy tuy vẫn đứng sau Quan Vịnh Hà nhưng đã có nhiều tiến bộ và được khán giả công nhận. Anh cũng không còn đặt nặng câu chuyện bạn gái tài giỏi và nổi tiếng hơn mình. Năm 2003, cả hai đã bí mật kết hôn tại châu Úc. Điều này cũng giống như tính cách của họ, luôn muốn giữ kín nhất có thể chuyện riêng tư của mình. Năm 2006, Quan Vịnh Hà đã sinh con gái đầu lòng. Đây cũng là thời điểm Trương Gia Huy chuyển hẳn sang lĩnh vực điện ảnh và lựa chọn một con đường khác so với trước kia. Do vậy, Quan Vịnh Hà đã gác lại sự nghiệp, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, làm hậu phương vững chắc để Trương Gia Huy phát triển trên con đường mới. Đến thời điểm này thì nhiều người nói Quan Vịnh Hà quả thật có mắt nhìn, mối tình chị em nồng nhiệt năm xưa đã đặt nền tảng cho một hôn nhân bền vững và hạnh phúc cùng với thời gian. Bất chấp những sóng gió bên ngoài thì giờ đây Trương Gia Huy đã trở thành gương mặt hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông, danh tiếng, tiền bạc tất cả đều không thiếu. Anh cũng có nhiều bóng hồng vây quanh nhưng đi đâu làm gì, gia đình vẫn là số 1. Trương Gia Huy vẫn luôn biết ơn vợ mình, người đã luôn ở đằng sau ủng hộ, yêu thương và chưa bao giờ từ bỏ anh, dù cô có nhiều lựa chọn tốt đẹp hơn. Đi qua nửa đời người thì Quan Vịnh Hà vẫn luôn giữ được lửa ở trong trái tim người đàn ông của đời mình. Đó là điều hiếm gặp trong cuộc sống lứa đôi của các nghệ sĩ. Đã từ lâu, Quan Vịnh Hà đã bằng lòng với hình ảnh vợ của Trương Gia Huy. Thay là vì một nữ diễn viên hàng đầu, với cô đây mới thật sự là sự nghiệp và là thành tựu nhất của một đời. Một số bộ phim mà Quan Vịnh Hà đã tham gia. Năm 1988, Đội đặc cảnh chim ưng. Năm 1989, Hồ sơ Hoàng gia, Hồ sơ Hoàng gia phần 2, Diệu thám xuất tổ, Hoàng gia ly nhân. Năm 1990, Giai ngẫu thiên hành, Đại phú đại quý.
Biểu Tỷ, Trung Hoa Anh Hùng, năm 1991, Vòng Lửa Hờn Cháy, Tân Giám Ngục Phong Vân, Tình Yêu Sét Đánh, Cảnh Sát Ma Quỷ Kiếm Thần, năm 1992, Hành Động Vũ Trụ, Truyền Thuyết Lý Tiểu Long, năm 1993, Khai Tâm Hoa Chi Lý, Hiệp Cốt Nhân Tâm, năm 1991, Tạm Biệt Giang Hồ, năm 1994, Bào Công, năm 1996, Quan Công, Tình Kiếm Sơn Hà, Thiên Thu Anh Hùng Liệt Truyện, Đại Khách Sạn, năm 1987, Cho Đài TVB, Hành Trình Sinh Mệnh, năm 1989, Truyền Thuyết Tấn Văn Công, năm 1994, Sự Thật Vô Hình, năm 1995, Bắt Đầu Từ Sự Mất Tích, Trận Chiến Thăm Ô, Ba Nữ Cảnh Sát Thiện Xạ, Khi Người Đàn Ông Yêu, năm 1996, Binh Pháp Tôn Tử, Sư Tử Hà Đông, năm 1997, Thăng Bình Công Chúa, Miêu Thúy Hoa, Tuyệt Mệnh Thiên Nhai, Mỹ Vị Thiên Vương, năm 1998, Lực Lượng Phản Ứng, Liệt Hỏa Hồng Tâm, năm 1999, Bí Ẩn Trong Nhà Hát, Lực Lượng Đặc Biệt, năm 2000, Tứ Đại Tài Tử, Lực Lượng Phản Ứng Phần 2, năm 2007, Quan Hệ Đồng Nghiệp, năm 2010, Ngũ Vị Nhân Sinh, năm 2013, Tình Nghịch Tam Thế Duyên. Phim điện ảnh, năm 1988, Huyết Trái Huyết Thường, năm 1990, Tinh Chi Toái Phiến, năm 1992, Pháp Võng Nguy Tình, Hắc Đạo Cuồng Hòa, Khoái Lạc Án Ma Nữ Lang, Nữ Sát Thủ, năm 1993, Võ Hiệp Thất Công Chúa, Si Tâm Kiếp, Điệp Huyết Nguy Tình, Huyết Tiễn Mộc Kinh Thành, Thẩm Tử Quan Phiên Án, Mộng Đoạn Nguy Tình, Chị Hạp Tàng Thi Chi Công, Ô Thử Cơ Mật Đáng Án, năm 1994, Thanh Phong Hiệp, Thí Huynh Cơ Án, Sát Đạn Chuyên Gia Bà Bối Trá Đạn, năm 1995, Luyến Ái Đích Thiên Không, năm 1996, Câu Lạc Bộ Kim Trang Hương Tiêu, năm 2001, Hiệp Cốt Nhân Tâm, năm 2004, Giấc Mơ Thành Hiện Thực, năm 2008, Nhân Chứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.